cái tên F4 bây giờ chỉ còn là kỷ niệm tiết lộ thông tin FC Online đã, cái tên mới nè anh em hãy lưu lại nha. Anh em hãy lưu lại trong sổ sách, bây giờ sẽ là tên là FC Online chứ không còn là FIFA Live 4 nữa. Và tháng 9 là đổi á, tháng 9 là đổi rồi. Với buổi showcase ngày hôm nay sẽ có 3 phần chính. Đầu tiên đó là nội dung liên quan về việc thay đổi thương hiệu EAFC. Tiếp theo đó là những thay đổi và cải thiện của trò chơi. Có gameplay nè, in game changes là thay đổi trò chơi là gameplay đúng không anh? Gameplay cũng sẽ thay đổi nha. Gameplay cũng sẽ thay đổi. Chà, căng ta. Đúng rồi, gameplay thay đổi, tôi thấy gameplay này hay á chứ. Nhiều ông chơi gameplay này chưa ngon, tôi thấy gameplay này ngon quá trời. Giờ đối với bạn kiểu đá FC Online mà. Football Club á, FC Online là Football Club á. Và cuối cùng là phần mà các bạn chắc hẳn đang mong chờ nhất, đó là kế hoạch tương lai của nhà phát hành. EA Sports FC is a new football club that we want to present to the fans, for the fans, and by the fans in our future regarding football. The key value which helped us to success was authenticity. Through striving for authenticity, more than 150 million video game players have chanted with. Ồ, có 150 triệu người chơi nha. Có 150 triệu người chơi FIFA Live 4, tính ra là cũng đông quá chứ, đâu ít đâu đúng không? 150 triệu người chơi FIFA Live 4. Rõ ràng nó con số đông quá chứ. And continues to define it in execution. Triangles are the foundation of the modern game. Triangle and core to our most famous experiences, from the isometric to the polygon, chemistry the à, ơi. player and their chemistry. Ê, từ 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 từ, anh em thấy cụm từ chemistry được đề cập tới không? Vì là sắp tới nhiều khả năng cái hệ thống đội hình của FIFA 24 nó sẽ lại là nó đi theo kiểu hướng của FIFA truyền thống à, đúng không? Nè, trong đây nó từ nè, vậy là bữa Trường đội hình thay đổi lần Sky nữa, thì hôm nay là ổng là giám đốc của cái EA Sports FC luôn, là của giám đốc tổng luôn mà, thì ổng sẽ là người nói luôn cho ai nữa, ổng trùm mà. As a face of the new changes of our brand, Heung-min Son was nominated Son, for the Global Heung-min Son Ambassador à, of FC là đại Online sứ. around the world. And now, Heung-min Son, our FC Online Ambassador, will reveal our new Tính brand ra sau khi mà đổi tên Son trong FIFA 24 nó bá đạo kìa, nào ra còn cưng Son luôn nữa. Thì người cái gì á, con trai Nexon mà bây giờ sẽ update xong là Son Heung-min bá đạo cỡ nào nữa, bây giờ đang bá rồi. Vậy là update xong sẽ ra một cái mùa giải nào đó mà sẽ có Son Heung-min trong đó. Thì lúc đó thì Son Heung-min quá giật, bây giờ Son Heung-min 23 tỷ rõ ra hơi yếu thế mấy ai con rồi. Thì ông chắc sắp tới sẽ có Son Heung-min khác. How long have you played? Bạn đã chơi FIFA 4 bao lâu rồi? Ba năm. Từng lên mấy năm anh đi không? Còn đây à? Kể từ khi ra mắt cho đến nay. Có 1 năm rồi. Ồ, 1 năm hả? Còn tôi là tôi chơi FIFA 4 từ lúc mới ra mắt 2018 tới giờ. Tôi vẫn nhớ luôn ngày 13 tháng 6 2018 là ngày đầu tiên Thanh Hòa đăng nhập chính thức vào FIFA 4. Đó là ngày đầu tiên nhớ luôn mà. Ai hỏi rồi thì mình trả lời luôn. Người ta trong đây người ta hỏi nè, trời đâu đây người ta hỏi cho mình trả lời luôn đó chứ. Ấy có tại sao tôi nhớ không? Tại vì tôi nhớ cái câu nè. Cái câu trên trang chủ đăng là FIFA Live 4 sẽ có mặt trước khi World Cup diễn ra. World Cup diễn ra là ngày 14 tháng 6 năm 2018, FIFA Live 4 cơ xuất phát có mặt chính thức vào ngày 13, trước đúng ngày, trước đúng ngày. Cái này á, cảm giác à, không bị lắc tay nữa, không bị lắc kìa, thực hiện bị lắc kìa. Sự kiện bị lắc cái phòng còn dài. Tuần vừa mới đúng không? The Wolves games continues. Sao không yên nữa? Sao không yên? Này Welcome to the club, FC Online. Wow, khi mà em thấy được hình ảnh Son Heung-min được kết hợp với FC Online thì em cảm thấy rất là phấn khích, tại vì Son Heung-min cũng giống như là niềm tự hào của châu Á vậy. À, đúng rồi. Và Son Heung-min niềm tự hào châu Á mà, rõ ràng là tìm ra được đúng không? Đúng là niềm tự hào châu Á luôn á chứ. Hay. À, các bạn có biết là tất cả các hình đa giác tồn tại trên thế giới này đều được lắp đầy bởi hình tam giác hay không? Rick phải dùng nghiên cứu rồi, Rick cảm thấy rất là thú vị khi mà biết được điều đó. Và nhưng mà ở Việt Nam hình tam giác
có cái ý nghĩa nữa, đố các bạn biết ý nghĩa tiếp theo còn lại của hình tam giác là gì? À, như vậy có nghĩa là hình tam giác cũng là một mảnh ghép hết sức là toàn năng khi mà thể hiện được mọi hình thù và mọi khoảng trống nó đều có thể lấp đầy được. Và ông bà ta cũng từng có câu, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân, thì đó cũng là hình tam giác đó các bạn. Đó à, luôn chắc. Đúng rồi, nhưng mà Việt Nam còn cái câu nữa, tam giác là tác giả. À, đúng rồi. Chỉ những anh em nào có tuổi thơ dữ dội mới biết được cái tam giác này, mới biết được cái chữ tam giác nó ý nghĩa cỡ nào. Tam giác là tác giam, đúng rồi đó, tam giác là tác giam, gì tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt rồi đốt nhánh ờ đúng không, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều, rồi rén rén liền chứ đúng không. Một bài thơ, một bài hát gọi là bất kỳ đứa trẻ nào ở vùng quê đều nhớ đến câu hát này, một quét huyền thoại đó. Và cái nửa tam giác cũng thường hay xuất hiện trong các bộ phim á, anh em biết không, biết mấy cái tam giác xuất hiện trong bộ phim không, đặc biệt như là phim liên quan tới mấy cái Ai Cập cổ đại nữa. 300 đôi tay cà phê. Among the reasons why you love and are passionate about our football game, we believe the main one is that you can bring everything about football to life in our game. EA's unique portfolio that comprises more than 19,000 players. 19.000 cầu thủ, 700 câu lạc bộ và hơn 100 sòng đồng khác nhau. Ồ, phải nói là cái bây giờ là EA họ sẽ có nhiều bản quyền hơn rồi, rõ ràng rồi. Có cần mua bản quyền Thành Hòa không? Bản quyền tôi khó cần mua, nếu như EA cần thì cứ áp vô thôi. Thành Hòa, đá vị trí CM. Áp vô thôi khó cần mua. Sao free luôn, free cho anh em biết có không ta. 700 clubs, more than 100 different stadiums and 30 different leagues. Như số mà lường ngài. These include exclusive partnerships with the Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, MLS and many other leagues as you know. Nhiều giải đấu khác à. This isn't just simply changing the logo and how it looks. Chris Frank đối đầu với Chris Kim nè. Hai Chris luôn ha. Vâng, chào anh Chris. Không biết là anh có thể giới thiệu về bản thân anh cũng như là người Hàn gameplay ha, mới trong tương lai. Mấy tổng người Hàn giới thiệu. Firstly, in the newly modified team tactic menu, you can choose defensive style and à, build up play. Thay đổi đúng không? Thay đổi và tấn công chiến thuật này hay. Tính ra cái này hay hơn cái cũ nha anh em nha. Anh em biết sao? Cái cũ là anh em sẽ chỉnh theo cái lối nào đó rồi anh em chơi luôn. Còn cái này là em đa dạng. Em chỉnh như thế này nhưng mà trong trận em có thể pressure to a certain extent while preserving the formation. Lùi về nãy giờ anh em thấy không? Anh em thấy ngay cả cái người mà làm game người ta vẫn hướng dẫn là trong khi vẫn đảm bảo định lùi về, trong đó tất cả cầu thủ bao gồm cả tiền đạo vẫn chạy về luôn. Đó, ngay cả cái người làm game người ta còn phải nói là lùi về này, tôi bày em trước khi mà người làm game nói nha. Tôi bày em lùi về nha, ông nào bày em cân bằng thôi. Đấy sai sai. Đó người làm game người ta vẫn kêu lùi về nè. All players including forward drop back to defensive positions. Làm with luôn the new tactics. New improvements to the player instructions. Còn gameplay mới thay đổi à, đây này có thay đổi này nè. Cái này như game này họ chưa đăng đâu nha. Những cải tiến mới về hướng dẫn cầu thủ dành cho tiền vệ trung tâm. À là em CM bây giờ thay đổi khác à. Hay như đó 1-2-3 à. Defensive midfielders include cover wing and cover center, which allow the adjustment of the area to give cover based on the scenario. Bây giờ CM gì nữa. Furthermore, the drop between defenders tactic can be used to direct a player to place himself between the center defenders during attacking scenarios. À ơi, cái này nè. Cái này hôm bữa mình thắc mắc nè. Vị trí giữa cái hậu vệ này hôm bữa thổi là vị trí giữa cái hậu vệ này là vị trí hậu vệ của mình hay là vị trí hậu vệ đối phương? Mấy ông kia ông nói là vị trí hậu vệ của mình nhưng mà đây người ta nói khác nè. Between defenders tactic. Có thể sử dụng để hướng cầu thủ chọn vị trí. A player to place himself between ở giữa các trung vệ trong cái tình huống tấn công. Attacking scenario. Đó, trong cái tình huống công vậy là ở giữa trung vệ đối phương. À, ngon đấy chứ. À, dự tính là ngon nha. Vị trí giữa cái hậu vệ đúng không? With tactics like overlap and inverted. The wingers can khác biệt cái bộ bữa em nói là kia thủ này công à. Free roll and target man. Thị trường chiến nhượng cái này hay nè. Cái này là bây giờ nó ra bán nhiều cầu thủ á, cho sự bán mấy người đó. This is Yan Zhong, the producer of CEO 9 for Southeast Asia. And yes, there will be several updates on the transfer market. We have added bulk player selling feature to address the difficulties. Bán cầu thủ số lớn á, đỡ hơn. Facing and handling unused. À vậy là anh em nào mà bán được nhiều cầu thủ á là phải cảm ơn này nè, tại đây là người làm ra cái tính năng bán nhiều cầu thủ đó. Cảm ơn bạn này. Đỡ mệt hơn mỗi lần mở thẻ bán lâu lấy bà luôn. Squad players, we will provide checkboxes in the player list, allowing you to sell the selected players. Bán nhiều nhanh nhanh. So we have enhanced the feature that allow you to view player specific attributes
such as adaptability, coi được tỷ số đồ là cái nào mà thay đổi ra lại coi nhiều cái hơn, đúng không? Rõ ràng. You already have in the squad. Furthermore, in order to improve the inconvenience caused by the augmented feature, with this update, you'll be able to create more comprehensive squad tactics. Cái này á, nó rất là lợi, nhưng mà cái chỗ khó là mình phải tìm cái TC này cày rất là cực. Nó không ra luôn cái kiểu bán TC luôn nha nhanh. Bây giờ ra mấy cái nhiệm vụ hàng ngày là cho xin cái TC luôn. Ngày nào mới vô làm nhiệm vụ thì đôi khi hay quên á, không làm được kịp. Mấy hôm nào mà hồi xưa cập cái á, cái này nếu như hôm nào có TC nhiều bây giờ cái cày này ngon, cái này hơi bị ngon á. Align with your own playstyle, along with individual player tactics that can be ra mấy cái nhiệm vụ rồi mua hay là sổ tay rồi cho dễ. Như CB trước chắc sắp tới sẽ có. To all content that uses fantasy teams, figuring out the number of cái này to produce the higher grade textbook was a hurdle. It was not clearly calculated for club managers. To improve this, we plan to delete B grade and C grade training. Đây này, sắp tới là xóa luôn cái số B với số C luôn, để lại số A thôi. Bây giờ là nâng cấp qua cái đúng rồi, em nên bỏ cái này đi. Tại ví dụ mình muốn nâng mấy con hàng mà 5 sao hay 6 sao ơi, số B, số C có tìm ra đâu ha. Số B, số C tìm ra đâu, thôi bỏ luôn đi, lấy luôn cái số A, đúng rồi, cho số A một sổ thôi. Mấy cái nâng cấp huấn luyện viên này thì bây giờ hút cũng được hồi lực phần đầu rồi. Bây giờ nhả ra cho anh em sống có được sống nhiều hơn, thì bây giờ xóa luôn này tiện hơn. Số này tiện lắm nha, có một sổ với lại CB là đủ nâng cấp. Nhanh gọn lẹ. Sao có, nhưng mà phải phân ra số B, số C nữa chứ. Giờ dồn hết vô số A luôn. Và bây giờ xin mời anh Nhan Phước Quang, giám đốc sản phẩm của Garena Việt Nam bước lên sân khấu và chia sẻ về những nội dung này. Mời anh. Ồ, Nhan này nhìn đấy ta. Xin chào mọi người. Anh Nhan Phước Quang này, anh Quang mình cũng lâu lắm chưa gặp nha. Cũng từ mình gặp ảnh là năm 2018 còn xuất hiện cái giải đấu 2019 rồi mới giải offline còn xuất hiện. Từ cái lúc mà đó online là anh Quang anh không xuất hiện nhiều á, không có hội gặp luôn. Như các bạn đã biết, nội dung cũng như tính năng trong game sẽ có nhiều thay đổi. Với tôi thì nói cái comment hài. Thì rau này hút bao nhiêu tiền của em? Phải đâu anh em ơi. Anh em chơi game anh em là thấy giống như là anh em ra đường anh em ăn bánh mì thì anh phải trả tiền nữa sao vậy? Anh em muốn ăn bánh mì thì anh em trả tiền nữa, anh em ăn xong em no đúng không? No phải no hoài đâu. Thì sau khi anh em ăn no thì lát sau anh em đói lại, không lẽ giờ anh em ra mới không đổi bánh mì em đòi tiền. Thì anh Quang này ảnh là một người là lãnh đạo bộ máy, là lãnh đạo cái Anna, lãnh đạo FIFA 4 thôi. Đội ngũ vẫn sẽ trời tiếp tục có thêm nhiều hoạt động hơn nữa. Đúng. Mục đích này của chúng tôi vẫn là làm sao đưa nhiều sự kiện bóng đá từ thế giới thật về với cộng đồng FC Online một cách chân thật và sống động nhất. Mà có phải không? Có phải là anh em thấy là FIFA 4 có rất nhiều cái gọi là cái sự kiện dành cho cộng đồng chơi, nào là đá giải cho cộng đồng này, nào là những sự kiện anh em free hoàn toàn thể chơi nhận được quà hết trơn á. Hút máu đâu? Gì là chuẩn bị hút máu à? Rộng hơn à? Cái đó là anh em thấy chưa? Rất là nhiều sự kiện cho cộng đồng anh em chơi game cũng nhận quà, online cũng nhận quà đó, tham gia sự kiện cũng nhận quà, là tất quà mọi nơi, quà mọi lúc, quà mọi giây, quà trong cả trận đấu mà còn đòi nữa. Thứ hai nè, các nhà sáng tạo nội dung chúng tôi sẽ tiếp tục. Ờ, cái tôi nè, Thành Hòa nè, thấy không? Thành Hòa kể việc. Ông nào đặt tên tôi quả này vậy? Thành Hòa kể việc à? Lúc này tôi lên chuyên nghiệp ở này tôi thách đấu rồi. Này tôi thách đấu ngang với lại Iron và lại Hakuman nè. Thành Hòa số ca ta, sao Thành Hòa kể việc ta? Cho các bạn để các bạn có thể phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới. Thứ ba, hệ thống giải đấu. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển hình ảnh cho các giải đấu chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ xây dựng thêm các giải đấu bán chuyên, giải đấu giao hữu, giải đấu cộng đồng để làm sao giải đấu không chỉ còn là sân chơi cho các game thủ chuyên nghiệp mà còn là hoạt động ý nghĩa cho cả cộng đồng. Tuyệt vời. Vỗ tay anh em ơi. Vậy. Xin chào các bạn. Tôi là Khôi. Tôi đang làm trưởng nhóm vận hành sản phẩm của Garena Việt Nam. Rất vui được gặp các bạn. Đây nè, cái anh này là ảnh là người quản lý thị trường chuyển nhượng. Đó, thị trường chuyển nhượng mà anh em nói lỗi giá hay là anh Khôi là người quản lý, tức là mọi người họ sẽ có một cái nhiệm vụ riêng. Và cái lý do để lỗi giá, lỗi đồ là chắc tôi nghĩ là anh cũng có gọi là bàn bạc với kỹ lưỡng với các đồng nghiệp của mình rồi. Đó, đây là anh sẽ quản lý về phần giá cả nè, mở thẻ rồi đó, mở thẻ ngon hay dở là anh Khôi là người quyết định. Anh này ảnh ngoài đó hiền lành, dư tính lắm. Vui, khá vui. Tôi đi từng ăn nhậu, đi nhậu ở lại anh Khôi năm 2018-19 gì đó. Cũng có bữa đó cũng có cả anh Quang đi á. Đó là niềm tự hào, là tình yêu đối với bóng đá Việt. Khi được nhìn thấy các cầu thủ Việt Nam xuất hiện trong game và thi đấu cùng với các danh thủ khác trên thế giới, việc nỗ lực mang lại cách trải nghiệm. Anh em thấy chưa, nếu như không có anh Khôi thì làm sao anh em có được những Văn Toản, những Nhâm Mạnh Dũng, những cầu thủ Việt Nam vào trong game được. Cái công lớn đó thuộc về Mr. Khôi. Mà anh em sao vậy, đúng không?
Nếu như không có anh em muốn có cầu thủ Việt Nam trong đội không, có Việt Nam mình niềm tự hào Việt Nam mình đá đôi khi đã hơn chứ, rõ ràng điều đó rồi. Rõ ràng là cái điều đó. Điều thứ hai là không ngừng cải thiện các trải nghiệm in game. Trong thời gian qua, chúng tôi luôn làm việc sát sao cùng với đội ngũ của EA liên tục có các bản cập nhật gameplay nhằm nâng cao các trải nghiệm trong game cho người chơi. Bạn này hay nhất rồi, tôi nghĩ bạn này hay nhất tới, chúng tôi sẽ có một món quà rất đặc biệt là về chương trình Ngôi Sao Sân Cỏ. À. Chương trình này, như các bạn đã biết, đó là chương trình dành cho các bạn streamers, influencers. Ngon, ngon, ngon. Cái bản này dành cho bạn streamer, influencer đấy, thấy chưa? Anh em muốn có những điều mà người khác chưa, anh em cũng có thể trở thành streamer FIFA 4, anh em cũng có thể trở thành influencer của FIFA 4. Đó, anh em có thể stream thoải mái. Bữa nay thấy nhiều bạn stream lắm. Nay nhiều khi người coi ít chứ người stream global à. Văn Mẫu ơi, có đâu. Anh em phải thông cảm đi, người ta, anh Khôi này ảnh rất là nhiệt tình trong thị trường chứng nhận, ảnh là người gọi là giúp đỡ em rất là nhiều rồi đó. Nhiều khi mở thẻ mà thẻ nhiều khi mở khó ra ngon, nhưng mà ráng chỉnh tỷ lệ xíu cho anh em mở hàng ngon rồi đó. Khôi không đó. Những bạn nào hay mở ra Gulit Cap cộng 8, Gulit EF cộng 8 mà nhờ anh Khôi đó. Thứ tư là về hệ thống giải đấu. Hệ thống giải đấu vẫn sẽ được nghiêm túc đầu tư và phát triển từ cấp độ cộng đồng cho đến chuyên nghiệp. Ừ, đây giải cộng đồng cũng có nè, One Day nè, Open Cup nè, Liên Phòng Máy nè, tính ra cũng nhiều về hết các rồi. Giải đấu cộng đồng, đối với chúng tôi, đây là một trong những hoạt động rất quan trọng để giữ nhiệt. Về hệ thống giải đấu chuyên nghiệp hiện tại, chúng tôi vẫn đang tối ưu hệ thống giải đấu nhằm phát triển thêm nhiều nội dung để có thể giúp cho giải đấu chuyên nghiệp cũng có nè. Nè. Chuyên nghiệp vui vẻ hơn. Nhưng mà cho em xin ý kiến xíu, cho em xin ý kiến xíu. Giải đấu chuyên nghiệp có 1 năm bây giờ có 2 giải, ráng tăng thêm giải thành 3 giải được không? Tại cái khoảng cách mà hai giải á, xong rồi cái từ cái giải thứ hai này trở lại giải năm sau nó lâu quá. Cho em xin ý kiến nha, cho này thành ba giải cho để cho game thủ chuyên nghiệp có cái đất gọi là có thêm tí thu nhập xíu. Chứ lại anh em viewer người ta cũng coi đa giải người ta hấp dẫn. Đó, ý kiến em vậy thôi, cũng được thôi chứ đâu. Phát triển thêm nhiều nội dung để có thể giúp cho giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, vui vẻ hơn nhưng vẫn giữ được sự cạnh tranh vốn có. Xin cảm ơn anh Khôi rất là nhiều. Thì nghe thấy có influencer là thấy Rift sẽ có công ăn việc làm tiếp rồi. Đúng rồi. Anh em mình lại có cơ hội gặp nhau anh ạ. Anh em mình lại có hội gặp nhau, hy vọng sẽ được gặp anh trong tương lai. If you sign up now during the our launch period, you will also stand a chance to win exclusive merchandise. Đăng ký để nhận được những phần quà độc quyền anh em à, phần quà độc quyền nha, phần quà này không ai có kìa. Mau mau đăng ký đi, nhận phần quà độc quyền luôn, ngon. So please visit our website to sign up now. Lái được bà này chơi bà chị này chắc đồn cũng hả? I would like to talk about the first major FC Online eSports event this year. This will be held over 4 days at G-Star, G-Star, which is the biggest gaming event in Korea. G-Star Hàn Quốc ơi, có được mời game thủ chuyên nghiệp cho đi slot rồi hả? Chắc mình không đủ nổi tiếng rồi quá. Anh em ra này coi video này thì nếu có G-Star thì hy vọng nha, hy vọng nhớ ngó đến Thành Hòa này. Không biết có được góc mặt không ta, mình là dự game thủ chuyên nghiệp cũng gọi là streamer đúng không? Có slot ta. Và anh em nhớ tham gia cái branding từ. Đây này FC Online Founder Club nè, FC Online Founder cũng đăng ký cho thành nhà sáng tạo đầu tiên của eSports FC Online nè. Đó, nhớ đăng ký cái này, tôi đăng ký cho tôi đã chưa đăng ký không? Giờ tôi đăng ký cho anh em luôn. Bấm vô cái link nha anh em nha, đây đăng ký nè, TC Thành Hòa nè, full name nè. Bạn đã cập nhật thông tin thành công. Ok, giờ đăng ký thành công rồi, được quá, giờ đăng ký nhà sáng lập anh em đăng ký đi. Được ha, được.